Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Những ngày qua, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip về một người phụ nữ có biệt danh Cô Đồng Ngửi Cao ở Hà Nội. Cụ thể khác với những người đồng cốt khác, cô đồng này chỉ cần đưa quả cao lên mũi và ngửa là có thể nhìn âm thấu dương. Đỉnh điểm trong clip có một triệu lượt xem trên mạng xã hội, cô đồng đưa quả cao lên ngửi là có thể nhìn ra mộ phần và cảnh người tai nạn thương vong. Theo người này, vì quả cao có mùi tanh nên gần nhà người xem có đoạn dễ xảy ra tai nạn. Ngoài những clip trên, còn rất nhiều clip khác quay lại cảnh cô đồng xem bói phán về mồ mả, gia tiên, đường công danh sự nghiệp, con cái hay bệnh tật. Thậm chí nhiều lần người phụ nữ này còn khẳng định người đến xem bị vong theo, mộ phạm, đứt long mạch, vân vân cần chi tiền cúng lễ. Theo tìm hiểu, cô đồng Ngửi Cao này có tên tài khoản TikTok là Ngờ Thờ Thờ PL, đăng công khai số điện thoại để những người có nhu cầu đặt lịch đến để xem bói online và xem bói trực tiếp. Kênh TikTok của cô đồng Ngửi Cao hiện tại có khoảng 72.000 người theo dõi và gần 300 lượt thích, trong đó có không ít bình luận hỏi đặt lịch xem. Xem online cô chỉ xem tay, xem tướng, còn muốn xem cau thì phải đến tận nơi. Cô làm việc từ 8 giờ nhưng tuần này cô bận nhiều khóa lễ nên chỉ có thể xem vào thứ ba, thứ tư, thứ bảy tuần sau, người phụ nữ này nói. Cũng theo người phụ nữ này, trước khi đến, người xem phải chuẩn bị hoa, quả hoặc bánh, đặc biệt phải mua 5 lá trầu, 5 quả cao. Số trầu cao này không được cúng lễ trước ở nhà hay bất cứ đâu. Nếu cúng rồi là cô không xem được đâu, người phụ nữ nói. Khác với cô đồng Trương Hương, vừa phán vừa hỏi đúng nhận sai cãi, cô này lại không cho con nhang chen vào câu nào, trong một đoạn video dài chừng 5 phút thì chủ yếu là cô đồng ngửi cao tự hỏi tự nói, người xem chưa kịp trả lời hoặc trả lời ấp úng thì cô nhanh chóng nói tiếp. Hiện tại, hiện tượng cô đồng ngửi cao vẫn đang gây tranh cãi. Người ta đặt ra lo ngại về mê tín dị đoan và dẫn tới các trường hợp lừa đảo như sự việc của cô đồng bổ cao trương hương.